Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với TITV.vn. Đây là chuỗi bài học về Java, bài số 13. Chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo cách gắn dữ liệu trong lập trình Java các bạn nhé. Ở đây thì mình đang bàn là cái dữ liệu là dữ liệu số. Vì những cái chuỗi bài hổm rày từ các bài đầu tới bây giờ thì chúng ta đang làm quen với cái dữ liệu số là những cái dữ liệu cơ bản nhất hoặc là dữ liệu chuỗi thôi. Còn dữ liệu đối tượng thì chúng ta sẽ có những cái cách gắn dữ liệu trong những cái bài sau. Ok, bây giờ thì chúng ta cũng sẽ làm quen với cái việc gắn dữ liệu trong Java luôn. Thế thì khi các bạn làm việc với những cái biến ở trong Java đó, chúng ta có nhiều cách để chúng ta gắn dữ liệu. Đầu tiên đó là các bạn sẽ gắn dữ liệu bằng cái dấu bằng, hoặc là chúng ta có thể sử dụng những cái phép gắn khác. Ở bên dưới các bạn có thể nhìn thấy nè, cộng bằng nè, trừ bằng, nhân bằng, chia bằng hoặc là phần trăm bằng. Thế thì ở đây mình có một cái ví dụ nha các bạn. A bằng B thì ý nghĩa của nó là nó gắn cái giá trị B vào thằng A thôi. A cộng bằng B thì nó sẽ tương đương với cái việc là chúng ta viết một cái câu lệnh là A bằng A cộng B. A trừ bằng B thì nó sẽ tương đương với câu lệnh là A bằng A trừ B. A nhân bằng B tương đương với A bằng A nhân B. A chia bằng B tương đương với A bằng A chia B. Và A phần trăm bằng B tương đương với A bằng A phần trăm B. Thì để dễ hiểu hơn á, thì mình xin mời các bạn sẽ xem cái phần tiếp theo. Đó là cái phần ví dụ trong mình sử dụng Eclipse để mình lập trình nhé. Ok, bây giờ mình sẽ tạo ra một cái dự án mới là dự án số 13. Rồi, ok. Ở đây thì mình sẽ tạo ra một cái class. Tạo ra một cái class là class ví dụ nhé. Class ví dụ nha các bạn. Đây, ok. Rồi. Sau đó mình sẽ bắt đầu tạo ra một cái hàm main. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một cái scanner các bạn nhé. Tạo ra một cái scanner. SC bằng new scanner. Thì cái mục đích của cái scanner này nó sẽ là giúp chúng ta nhập dữ liệu từ bàn phím. Cái bài nhập dữ liệu bàn phím thì mình đã giới thiệu với các bạn trong những cái bài trước rồi, các bạn có thể xem lại nhé, xem lại trong cái chuỗi bài này, trong cái playlist ở channel YouTube hoặc là ở trên trang titv.vn thì nó có một cái menu là lập trình Java đó, để các bạn có thể xem lại những cái bài trước đó. Ok, ở đây thì mình sẽ tạo ra cái biến là float đi, float a. Rồi sau đó mình sẽ yêu cầu người dùng nhập cho mình một cái biến a từ bàn phím nha các bạn, system a nhập vào số a bằng đó, số a bằng. Rồi sau đó mình sẽ cho a bằng sc.nextfloat các bạn, để ý nhé, nextfloat ha. Ok, rồi bây giờ thì mình mới bắt đầu cái đoạn là mình sẽ hiển thị cái kết quả sau khi mình làm những cái phép gắn các bạn nhé. Ok, rồi cái phép dấu bằng này á, nó chính là cái phép gắn đầu tiên mà mình muốn nói với các bạn đó nha. Đây ha, các phép gắn nè. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ xuất cái giá trị ra, xuất out ra nha các bạn, xuất out. Rồi xuất out, xuất out a bằng, rồi sau đó mình cộng cái giá trị a ở đây đó. Bây giờ thì mình sẽ thử những cái phép mà cộng bằng và trừ bằng, rồi sau đó mình vẫn xuất kết quả ra cho các bạn xem nhé. Đây, mình sẽ cho a cộng bằng 3, a cộng bằng 3 nhé. Ok. Rồi, ok. Mình xuất out ra nè. Xuất ra nhé. Xuất ra là a cộng bằng 3. Cộng bằng 3. Thì nó sẽ ra kết quả là bao nhiêu? Thì mình sẽ cho cái dấu hai chấm đi để cho các bạn dễ nhìn ha. Cộng cho a. Đó. Rồi. Ở đây a cộng bằng 3 thì nó sẽ tương đương với cái vấn đề gì? Nó sẽ tương đương với a bằng a cộng cho 3. Đó, nó tương đương, hai cách viết này là giống nhau nha các bạn, hai cách viết này là giống nhau. Rồi, tương tự như vậy mình cho là a trừ bằng 2, a trừ bằng 2. Đó. Thì cái cách viết này nó sẽ tương đương với việc là a bằng a trừ cho 2. Thì trong cái quá trình lập trình á, mình rất hay viết theo kiểu này vì nó ngắn gọn và nó tiết kiệm thời gian cho chúng ta rất là nhiều nhé. Rồi sau đó mình sẽ xuất ra kết quả để cho các bạn có thể thấy được kết quả trên màn hình nhé. Đây, a trừ bằng 2.
Tí nữa chúng ta sẽ nhìn cái kết quả luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ thử một kết quả đó là a nhân bằng nhé. Mình sẽ sửa ở đây một chút, đó là a sao nhân bằng đó. Ở đây mình enter tách ra để cho các bạn dễ dòm ha. Đây như thế này. Phóng to ra. Rồi, ok, đó. A nhân bằng thì ở đây mình sẽ cho là a nhân bằng 3 đi. Đó, a nhân bằng 3 thì chỗ này là nó sẽ tương đương với cách viết là a bằng a nhân cho 3. Đó, rất là dễ ha. Ok. Rồi, xong rồi đó. Bây giờ mình sẽ chạy thử cái đoạn code này cho các bạn xem nè. Phải chuột nha, chọn Run S, rồi sau đó chọn Java Application. Ở đây các bạn sẽ nhập cho mình một con số A bất kỳ, mình ví dụ là 5 nhé. Rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau xem kết quả nhé. Đây mình 5, sau đó mình Enter. Thì các bạn sẽ thấy nè, A ban đầu nó sẽ là 5.0, A cộng bằng 3 thì nó sẽ bằng 8. Sau đó các bạn lấy 8 nè, A bằng A trừ 2, nghĩa là A bằng 8 trừ 2 là còn 6. Sau đó là A nhân bằng 2, đó là 18. À, chúng ta còn thiếu một cái phép nữa, đó là phép chia bằng. Thì bây giờ mình sẽ chia bằng nhé. À, còn hai cái nữa các bạn ạ. Đó là chia bằng và một cái đó là phần trăm bằng. A chia bằng 3 nhé. Đó, mình chia bằng 3 rồi. Ở đây là số 3. Rồi, ở đây mình lại tiếp tục, đó là cái phép đó là phép phần trăm. Phần trăm là phép chia lấy dư. Phép chia lấy dư nhé. Ok, chúng ta sẽ có cái phép chia lấy dư. Ở đây là a phần trăm bằng 3. Các bạn nên sử dụng cái cách viết ngắn gọn này nha các bạn. Các bạn gắn dữ liệu như thế này thì chúng ta lập trình nó rất là nhanh. Còn nếu các bạn viết tường minh ra thì nó thật sự là nó dễ đọc, nhưng mà nó sẽ tốn thời gian trong quá trình chúng ta lập trình rất là nhiều. Rồi mình chạy lại cái chương trình này cho các bạn xem nhé. Run S nè, Java Application. Rồi chúng ta sẽ nhìn cái kết quả thử. Ở đây mình cho là A bằng 5. Thì các bạn sẽ xem coi những cái phép gắn của nó thay đổi những cái giá trị của A như thế nào nhé. Rồi A bằng 5, A cộng bằng 3 nghĩa là A bằng 5 cộng 3, lúc này nó sẽ là 8. Rồi A trừ bằng 2 nghĩa là A bằng 8 trừ 2 nó là 6. A nhân bằng 2, các bạn xem chỗ này là A nhân bằng 3 nha các bạn, mà mình gõ nhầm đó. A nhân bằng 3. Rồi chạy lại nhé. Run S nè, mình xuất ra cái màn hình nó nhầm thôi. Đây 5, A nhân bằng 3 là 18. Rồi các bạn lấy 18 chia cho 3 nó sẽ ra 6. Rồi 6% cho 3 nghĩa là 6 chia lấy dư cho 3 thì nó sẽ ra là 0. Nó sẽ ra là 0. Số dư là 0. Đó, rất là dễ đúng không? Nhưng mình cái phần này thì mình nghĩ nó rất là dễ thôi. Đối với những bạn mà đã từng học lập trình C rồi thì chắc chắn rằng các bạn cũng đã từng sử dụng những cái phép gắn như thế này rồi. Trong Java thì nó cũng sẽ tương tự như vậy. Ok, hy vọng rằng cái bài hướng dẫn nhỏ này của mình sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về cái phép gắn trong lập trình Java. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhớ like cũng như nhấn cái chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất video của mình nhé. Các bạn hãy xem ở trên màn hình đó, mình đang có để một số cái video, đó là những cái chuỗi bài tiếp theo về lập trình Java. Các bạn hãy click chuột vào để tiếp tục tham khảo những bài tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha. Xin chào.